Ngay sau khi dự lễ gia quân triển khai tiểu dự án cầu vượt sông Mã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm chúc Tết công nhân người lao động đang thi công dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Alivia tại cụm công nghiệp Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa. Dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Alivia do tập đoàn Hoan Lợi làm chủ đầu tư với tổng mức 42 triệu đô la Mỹ được khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2023 Dự kiến nhà máy sẽ được khánh thành vào quý 1 năm 2024 với công suất khoảng 6 triệu sản phẩm giày dép một năm, giải quyết việc làm cho 8.000 lao động địa phương. Hiện nay, nhà thầu đang tập trung nhân lực, trang thiết bị, khắc phục khó khăn để thi công, phấn đấu đưa nhà máy đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương tinh thần lao động hăng say của các kỹ sư, công nhân, người lao động ngay trong những ngày đầu năm mới giáp thìn 2024 để nhà máy sớm hoàn thành và đưa vào vận hành. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và nhà thầu thi công tiếp tục tập trung các nguồn lực khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn lao động. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng những phần quà ý nghĩa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công trên công trình dự án nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu alivia